chúng ta tạm chia tay với ứng cử viên tí nâu. Và bây giờ sẽ là một hot boy đường phố. Nhưng hãy cẩn thận nếu mà chúng ta không muốn những cái gai của anh ấy đâm vào. Xin chào đón ứng cử viên Nhiếm Uya. Nghĩ là con trai chắc rồi đó. Con trai rồi, không có con gái nào ra mà chỉ nhỉ kiểu đó hết. Không, em cũng chỉ được mà. Múa mà méo cái đầu luôn kìa. Ui da, ây da. Con diễn sụp. Và bây giờ tại sao anh ấy được mệnh danh là hot boy đường phố? Manh mối sẽ được hiển thị. Tôi chọn nhân vật Nhiếm bởi vì trong cuộc sống chỉ có tôi mới tự bảo vệ chính mình. Sinh ra đam mê với ca hát, nhưng cuộc đời khiến tôi phải liên tục va chạm với những người lạ mặt. Tạm rời xa xã hội ồn ào, tôi vào quân ngũ và gặp gỡ được nhiều người có cùng chí hướng. Quân ngũ à? Đầu tiên chào sân trên sân khấu siêu hoành tráng này. Không có nhiều biểu tượng lắm. Anh ấy là một võ sĩ boxing. Hồi nãy đứng kế em còn muốn quýnh em nữa. Chân đỏ lắm. Câu luôn. Thái độ. Nhiếm nó ghét mấy con thỏ lắm. Nhiếm này cũng xéo sắc lắm chứ bộ. Bây giờ bé Nhiếm của em sẽ gật đầu hoặc là lắc đầu với những câu hỏi của hội đồng cố vấn. Xin mời. Nhiếm có đang sinh sống tại Mỹ không? Có không? Có. Ủa sao anh Thành hay nữa? Tập boxing để mà cải thiện vóc dáng và sinh sống ở Mỹ. Chưa chắc boxing nha. Có phòng gym là tại thể dục thôi. Boxing nhiều khi lừa thôi. Tại em là dân boxing, anh cũng dân boxing. Biên tập cố tình lừa chúng ta. Trời ơi, biên tập lừa cái MC. MC là cái gì mà không dám lừa? Nơi trú ngụ tuyệt vời có phải là ẩn dụ cho âm nhạc không ạ? Đúng rồi. Chị Henry sao ạ? Cái tuổi của bạn có phải là từ 25 cho tới 35 đổ lại không? Đúng luôn. 25 tới 35 đổ lại mà ừ hả? Vậy là anh đáng sai. No. 52 ạ. 25 tới 52. 35. Thôi được rồi, bỏ đi. Mệt Nhiếm. Cái bao tai đã màu đen đâu không thấy rồi. Wu Wei thì sao ạ? Trên chuyến bay của Nhiếm, Nhiếm có ói không? Trời ơi. Thật sự MC quỵ trụy nha Wu nha. Tại vì nhiều khi mình sẽ biết đây là nhân vật là thường bay hay là ít bay, anh hiểu không? À, người này là lần đầu tiên về nước để tham gia chương trình hay là thường xuyên về đây đi show? Nhiếm mua da nên mình gật đầu hay mình lắc đầu cho Wu vui đi ạ. Gật đầu ói máy bay nha. Dữ liệu đã đủ. Bây giờ sẽ vô trọng tâm bài hát của Nhiếm Uya. Xin mời. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho hội đồng cố vấn viết ấn tượng đầu tiên của mình về nhân vật này. Xin mời. Có rất là nhiều những manh mối về anh Nhiếm Uya này. Cá tính có cũng đến lúc hơi nhí nhảnh. 3 2 1. Hết thời gian, set đã tới. Ôi, đừng trễ chuyến xe. Tiến hành ạ. Tóc tiên chị Harry ạ. Số gia. Và bây giờ lúc chúng ta sẽ trò chuyện với bé Nhiếm Uya.
Anh Diễm. Hả? Anh nhập ngũ nhưng mà không phải bên kia đúng không? Em đi lính hải quân đặc công ở Việt Nam. Wow, lính hải quân nha. Ôi, em tưởng cái đó là dữ liệu lừa mình không á. Tôi thì tôi thấy cái người này không phải là một ca sĩ mà là một nghệ sĩ hát hay. Trời ơi. Cái áo in trên ngực trái đường băng. Anh Tiến Luật. À, cái này là suy diễn sao nè. Tôi đã từng nghe Tiến Luật hát. Và đừng nghĩ Tiến Luật có thể hát tiếng Anh. Đúng bỏ rồi, suy nghĩ đó đi. Tại vì anh này hát tiếng Anh rất là chuẩn. Hồi nãy nghe bên Mỹ mà tập thể dục thì tôi nghĩ đến anh Phan Đình Tùng. À, tại vì ảnh là cái người mê gym. Nhưng giọng vừa rồi không phải của Phan Đình Tùng. Không phải, không phải. Phan Đình Tùng là giọng hát rất là chắc. Giọng vừa rồi là smoky voice. Tôi nghi ngờ. Đây, không biết có phải là Song Luân hay không. Wow, Song Luân cao hơn. Không cỡ anh Bắc đúng em. Rồi hình như vô trọng tâm rồi. Nhiễm muốn nói gì Nhiễm ơi? Em có chơi với anh Sĩ Luân và chị Song Giang đó. Chứ không phải là Song Luân. Ý là nó tán vô mặt tôi đó. Cho Harry hỏi là anh Nhiễm này á, là đi hải quân á, cách đây mấy năm rồi ạ? Em vô hải quân cách đây được 4 năm rồi. Khoảng chừng 4 năm trước mới đi hải quân. Vậy thì chắc chắn là dưới 30 tuổi rồi. Thì đó, về tuổi tác, ngoại hình và giọng nói thì là có thể là Song Luân. Ủa, Song Luân mình đâu bên Mỹ? Nhiều khi lừa mình mà. Em lại bị lừa tiếp hả anh Thành? Anh nghĩ là mình bị lừa đó. Tại vì bạn ấy nói bên Mỹ, mình chỉ chăm chăm suy nghĩ bên Mỹ. Cái dữ kiện của bạn này rối quá luôn á. Dắt em đi hơi xa, xuyên quốc gia nha. Có thể là bạn mới đi du lịch Mỹ về đó anh. Đúng, mới đi du lịch về. Có thời gian em sống bên Mỹ. Còn bình thường thì cứ năm em qua đó một vài tháng thôi. Trời ơi, chết rồi. Chẳng lẽ là người ấy hay sao? Không, mình sai rồi. Bây giờ là chúng ta cần nghe những cái tên luôn nè. Anh Quốc Thiên. Quốc Thiên. Không thể là Quốc Thiên được. Có thể nào là Quốc Thiên được. Ban nhạc Hoàng Sa cười em. Quốc Thiên giọng mềm ơi là mềm và hát smooth lắm. Anh Lê Minh, MTV. Khoan, lấy một tên thôi. Em được quyền đoán mà. Em ơi, máy mà em gửi mail cho chương trình đi. Ôi, tò mò luôn. Thì Harry đoán ai ạ? Thật ra đó, nói về giọng thì mình không thể đoán ai được. Nhưng mà mình chỉ biết là cái cách hát này thì em nghĩ là Trọng Hiếu. Nhưng mà Trọng Hiếu đâu có cao như vậy đâu. À, vì Trọng Hiếu cái giọng hơi nhiều lắm. Đi kì... Ủa, nhảy ghê nha. Ủa, nhảy không, được. Cái nhảy đó là anh Ba Ngọc Sơn ông ơi. Không. Có khi nào không? Không phải. Anh Ba. Nếu anh Ba Ngọc Sơn thì anh Ba sẽ hát là I never wanna dance again. Thì nó giờ chứ không có vậy đâu. Tấm thân nhỏ bé này xin chào đại gia đình. Đừng hòng lừa tên Nhiễm kia. Nãy giờ ra nè, chỉ vô mặt tôi nhiều lần lắm. Bảo đảm cái người này là đã có tiếp xúc với tôi rồi. Ủa, nhưng mà chị có em hay chị anh? Em. Chị Chung. Chị Chung. Chị Chung. Trời ơi, tức cái con Nhiễm này quá. Nhưng mà con Nhiễm này là có vũ đạo trong người. Hai, mấy anh chị cứ bàn với nhau đi nha. Em ngồi nghỉ xíu. Quang Đăng. Thiệt là hoang đường. Hoang đường. Nghĩ làm sao mà Quang Đăng. Anh xin anh nghĩ ai ạ? Một cái tên anh nghĩ đầu tiên. Song Luân. Ông bảo mà Nhiễm này quá. Bà thái đội bà thỏ. Rồi bây giờ cười với mặt em nữa. Anh thấy cái người em nó lồi lõm hay không? Thái độ của em phải lồi lõm chứ. Anh thấy cái người em lồi lõm hay không? Thái độ em phải lồi lõm. Ủa sao em trở thành người phiên dịch luôn vậy? Quy. Dạ. Một lát phát tôi cái nhiếp nhổ lông. Tao cái dòng này mà tôi biết mấy người là ai, tôi sẽ cho mấy người từ con Nhiếm thành con Lươn trơn lùi luôn, nghe chưa? Ghét ghê vậy đó. Rồi, cảm ơn Nhiếm Uya. Mời Nhiếm vào trong. Ôi, em chưa đáng tên. Hả? Tên gì ạ? Tên gì ạ? Em nghĩ tới một nhân vật rất là phù hợp, đó là anh Johnny Chí Nguyễn. What? Hàng. Đúng rồi. Yeah. Mà nó đúng rồi là sổ chấp luôn đó nha. Không sợ nha. Rồi, cảm ơn Nhiếm Uya, mời anh cảm vào trong ạ. Dạ. Thân nhỏ bé này xin cảm ơn đại gia đình 99 khán giả có mặt tại trường quay đã la hét phấn khích ủng hộ phần trình diễn vừa rồi của Nhiễm Uya.
thương tất cả mọi người thật nhiều. Love you.